Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Một trong những dòng video tạo nên tên tuổi của kênh YouTube The Present Writer trên YouTube đấy là dòng video hình họa hay còn gọi là animation. Nếu như các bạn chưa từng xem dòng video này của mình thì đấy là những cái video mà mình sử dụng giọng nói của mình để đọc lại những bài viết mà mình từng viết trên blog, và mình chèn vào đó là những hình ảnh minh họa sinh động, mình sử dụng chuyển cảnh và cũng như là hoạt họa để minh họa cho bài viết. Như vậy quá trình bạn theo dõi video của mình cảm giác như là đang xem một bộ phim hoạt hình ngắn vậy. Đấy là một trong những cái dòng video mình rất là thích làm, bởi vì nó không chỉ là cái hình thức để mình làm sống lại những bài viết ở trên blog của mình dưới một cái hình dạng khác, dưới một định dạng khác, mà bản thân là một người làm sáng tạo nội dung ấy, bạn không cần phải thể hiện bản thân, bạn không cần phải xuất hiện trên ống kính để có thể thực hiện những cái video như vậy. Và ngoài ra, chính những cái dòng video này cũng là một cái cách rất là tốt để nếu mà các bạn là học sinh, sinh viên hoặc là bạn đang đi làm, bạn có thể sử dụng cái kỹ năng này để có thể xây dựng một cái thuyết trình mà nó sáng tạo cho trường học hoặc là cho công việc của bạn. Bởi vậy có rất nhiều bạn đã từng nhắn tin và comment trên YouTube hỏi mình cách để mình làm một cái video như vậy. Các bạn thường xuyên hỏi mình là Chi ơi, Chi dùng những cái phần mềm nào để có dựng được một cái video như vậy. Thì thực sự là mình dùng khá nhiều phần mềm, và không chỉ là một bước thôi là có thể làm được cái video như thế mà còn phải một số bước. Do vậy là mình đã tốn khá nhiều thời gian mới có thể ngồi đây hôm nay để quay lại cái video này, bởi vì mình biết rằng là để mà hướng dẫn một cái cách làm cái video từ cái khâu mà kịch bản đến khâu mà dựng thành một cái video hoàn chỉnh nó không phải là dễ dàng. Do vậy trong video ngày hôm nay thì mình sẽ, trước hết là mình sẽ nói cho các bạn cái ý tưởng đằng sau cái việc dựng một video như thế này, tại sao mình chọn cái cách này mình làm. Và thứ hai là cái phần tutorial, cái phần hướng dẫn từng bước một làm sao để bạn thực hiện được đúng một cái video y hệt như The Present Writer. Và mình sẽ không giấu một điều gì cả, mình không hề giấu giếm, nếu mà bạn làm theo đúng cái chỉ dẫn của mình, bạn hoàn toàn có thể dựng được một video y hệt mình ở trên The Present Writer. Mình sẽ để timestamp phía dưới cho các bạn chuyển đến cái phần tutorial nếu bạn muốn. Nhưng trước hết mình sẽ nói về cái ý tưởng đằng sau cái dòng video animation này. Lý do đầu tiên tại sao mình sáng tạo ra những cái dòng video dạng hình họa animation này, đó là bởi vì sau một vài năm mình viết blog ở trên trang The Present Writer thì mình có rất nhiều bài viết rất là hay, thế nhưng mà rất là khó để các bạn có thể tìm lại trên trang của mình nếu các bạn không biết những từ khóa hoặc là không biết cái nội dung mà mình từng viết, khiến cho những bạn đọc mới rất là khó để mà đọc lại câu chuyện cũ, và mình cũng phải tìm rất là nhiều. Nếu mà các bạn hỏi mình cũng phải share lại cái link cũ. Do vậy mình nghĩ rằng là thật là phí, bởi vì là mình có rất nhiều nội dung hay mà mình không truyền tải được với các bạn qua đường link, qua việc đọc. Do vậy mình quyết định là mình truyền tải qua giọng nói của mình trước, đấy là mình muốn làm một cái podcast. Ban đầu ý tưởng của mình là mình chỉ muốn đọc lại những cái bài viết đó và chuyển nó sang dạng audio và đăng lên podcast, thì mình đã đăng lên podcast The Present Writer. Nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy rằng là sẽ rất là phí nếu mình không chuyển cái dạng audio này sang một cái hình thức khác như là video. Thế cho nên mình mới nghĩ ra làm sao để chuyển nó sang một cái hình thức nào đấy mà không chỉ là mình ngồi đọc một cách rất là boring, rất là buồn chán, mà mình muốn nó thành một cái gì đấy nó khác hẳn đi, nó sinh động hơn, nó đi vào lòng người hơn, mà các bạn không cần phải trực tiếp nhìn thấy hình ảnh của mình mới có thể hiểu được cái nội dung mà mình viết. Do vậy là mình cũng nghiên cứu khá là nhiều và mình tìm thấy cái dạng video hình họa animation này. Thì trong cái quá trình mà mình tìm hiểu thì mình nhận ra rằng là có hai loại mọi người hay làm cái dạng hình họa này. Thứ nhất ấy, là những cái dạng mà các bạn ấy sử dụng những cái phần mềm để tạo ra hình vẽ, nhưng mà vẽ máy, hoặc là sử dụng cái slide ảnh ấy rất là tĩnh để chuyển ảnh để minh họa cho cái lời nói. Thì cái hình thức này rất nhiều người đã làm và thành công, nhưng mà riêng cá nhân mình thì mình không thích, bởi vì nó không thể hiện cái sự mềm mại, cái sự độc đáo, cái chất riêng của mình. Do vậy mình muốn làm một cái gì đấy mà nó sáng tạo hơn một chút. Trong quá trình mình tìm hiểu, mình cũng tìm ra một cái dạng thứ hai mà mọi người hay sử dụng, đấy là sáng tạo những hình họa, minh họa dạng như là hoạt hình, dạng như là cartoon như mình đang làm hiện tại. Thì một cái kênh mình rất là thích ở thời điểm đó có tên là The Financial Diet. Thì các bạn ấy cũng có một team chuyên chỉ thiết kế và xây dựng, sáng tạo lên cái video kiểu như thế. Thì mình có liên hệ với những họa sĩ làm cho The Financial Diet, và các bạn ấy nói với mình là các bạn ấy đã thực hiện những cái video hoạt họa như thế này, sử dụng những cái công nghệ này, rồi là hình vẽ kia, rồi bạn sử dụng sáng tạo bằng tay, rồi bạn ấy rất là tử tế, các bạn nói cho mình rất là chi tiết. Nhưng mà sau khi mình xem cái chia sẻ của các bạn ấy thì mình cảm thấy rằng là mình không thể làm được như thế, bởi vì là mình không có cái background về thiết kế và sẽ tốn rất rất
nhiều thời gian để một mình, bởi vì là chỉ có mình và chồng mình khi đấy để làm tất cả những cái video ở trên kênh The Present Writer, cả những video mình nói trực tiếp và cả những cái video animation. Do vậy là mình và chồng mình có suy nghĩ và bọn mình tự tìm đến một cái phương án mà nó trung lập, cái phương án mà ở giữa hợp lý nhất với bọn mình, đấy là bọn mình sẽ thiết kế ở trên Canva. Canva là một cái ứng dụng thiết kế rất là đơn giản, rất là tốt cho những người mà thiết kế không chuyên. Thì sau đó thì mình đã có một cái thiết kế rồi, thì bản thân mình đọc lại cái bài viết của mình thu âm audio ở trên GarageBand, và sau đó thì mình sẽ dựng cái video đấy, ghép cái phần thiết kế trên Canva và cái phần audio từ GarageBand thành một cái video hoàn chỉnh. Ban đầu mình sử dụng iMovie và sau đó thì mình sử dụng Final Cut Pro 10. Thì cả cái quá trình như vậy là bọn mình tự nghĩ ra, không có ai dạy mình mà mình cũng không học ở đâu cả. Mình chỉ học dựa vào cái việc mình tìm kiếm và mình phân tích những cái video mà đã có trên thị trường, và mình tìm ra con đường mà bọn mình cảm thấy là phù hợp với bọn mình nhất. Thế cho nên là những cái chia sẻ của mình hôm nay ở trên video này thì mình không chắc là nó là cái cách làm tối ưu, nó chỉ là cái cách làm tối ưu nhất đối với bọn mình ở thời điểm hiện tại. Cho nên là mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái gì mình biết thôi. Còn nếu mà các bạn có những phương pháp tốt hơn, hay là các bạn cảm thấy là phương pháp nào mà phù hợp hơn với các bạn, thì các bạn có thể gợi ý cho mình hoặc là comment ở phía dưới video nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước mà mình và chồng mình đã thực hiện để xây dựng những cái video animation ở trên kênh YouTube. Bước thứ nhất, bạn cần phải có một kịch bản, hay còn gọi là script. Thực ra thì mọi người làm video thì có những người viết kịch bản rất là kỹ, có những người chỉ viết gạch đầu dòng. Nhưng mà đối với dòng video animation thì chắc chắn bạn cần phải có kịch bản chi tiết, thậm chí là các bạn đã phải viết ra thực sự rồi. Thì bản thân mình dựa vào những bài blog mà mình đã từng viết trên The Present Writer, do vậy thì cái kịch bản của mình đã có sẵn rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn chưa có kịch bản thì các bạn rất nên viết ra. Hoặc là ví dụ như bạn có một cái audio nào đấy mà bạn đã thu cho podcast của bạn chẳng hạn, thì bạn rất là nên chuyển nó sang dạng text để bạn có thể dựa vào đấy để làm cái phần thiết kế sau này. Nếu mà bạn không có cái kịch bản ấy thì rất là khó để vừa nghe lại vừa vibe hình ấy, rất là khó. Nếu mà bạn có cái kịch bản, có cái text ấy, thì mình có thể dựa vào đấy để mình xây dựng cái thiết kế những cái chuyển cảnh, từng cảnh một, nó sẽ dễ dàng hơn. Do vậy là cái bước đầu tiên thì mình cần phải viết kịch bản, hay còn gọi là viết cái nội dung cho cái video animation của mình. Bước thứ hai, tạo audio, hay còn gọi là thu âm. Trong bước này bạn sẽ đọc lại cái phần mà bạn đã viết. Ví dụ như trường hợp của mình là mình đọc lại cái bài blog mà mình đã đăng ở trên The Present Writer, thì cái phần thu âm và cái phần mà biên tập âm thanh rồi xuất âm thanh thì mình đã hướng dẫn rất kỹ ở trong một cái video trước có tên là Cách làm podcast cho người mới bắt đầu. Thì bởi vì là cái quá trình mà mình làm thu âm cho cái video thì cũng rất là giống với quá trình mình thu âm trên podcast. Bản thân mình thì mình sử dụng một phần mềm miễn phí ở trên MacBook có tên là GarageBand, nhưng các bạn có thể sử dụng tất cả những phần mềm nào miễn phí hoặc là trả phí mà bạn muốn. Thì cái quá trình mà mình biên tập âm thanh nó cũng tương đối là giống nhau thôi, miễn là bạn có một cái file audio nào đấy mà đọc lại cái phần kịch bản, đọc lại cái nội dung mà bạn muốn thể hiện ở trên video là được. Ở trong phần thu âm này thì mình cũng muốn lưu ý là rất nhiều bạn hỏi mình rằng là nếu các bạn không có kịch bản, hay không có blog, hay là không có một cuốn sách nào đấy, không có cái nội dung sẵn ấy, thì các bạn có thể đọc lại những cái nội dung người khác đã làm được không? Thì cái lời khuyên của mình là các bạn rất nên hỏi ý kiến tác giả trước khi bạn làm điều đấy, bởi vì là mỗi một cái nội dung người ta sáng tạo ra thì đều là có bản quyền, là bản quyền tác quyền của tác giả. Vì vậy không có nghĩa rằng là nếu mà bạn thích một cuốn sách nào đấy, bạn đọc và bạn up lên YouTube là bạn không vi phạm bản quyền. Đấy thực sự là vi phạm bản quyền. Người ta phải có bản quyền để có thể làm sách nói, rồi người ta cũng có kết hợp với những cái nhà xuất bản khác để người ta tạo ra những cái sản phẩm sáng tạo riêng cho người ta. Do vậy là nếu mà các bạn muốn đọc lại bất kỳ một cái blog hay là cuốn sách hay là cái nội dung nào mình thích ấy, hoặc là bạn có thể trích dẫn và đọc một cái phần nhỏ, thì bạn có thể là không cần phải hỏi ý kiến. Nhưng mà nếu mà các bạn đọc toàn bộ cả một bài blog, bạn đọc toàn bộ cả một cuốn sách ấy, hoặc là cả một chương sách ấy, đối với mình là vi phạm bản quyền. Do vậy là các bạn tốt nhất là nên sáng tạo cái nội dung của bản thân mình, hoặc nếu các bạn muốn tái sử dụng nội dung của người khác thì rất nên hỏi ý kiến của họ để tránh cái vấn đề bản quyền. Bước thứ ba là thiết kế. Thiết kế animation vô cùng quan trọng, và đây là cái bước có lẽ là tốn thời gian nhất trong tất cả các bước để thực hiện cái video này. Chính cái bước này là cái bước mà bạn tạo ra những hình họa và bạn khiến cho những hình họa đấy nó di chuyển
tức là nó animated. Thì nếu các bạn theo dõi cái tutorial của mình tiếp đây ở trên Canva thì mình nghĩ rằng là nó không chỉ tốt cho những bạn nào mà muốn tạo ra những cái dòng video animation kiểu như thế này, mà mình nghĩ rằng là nó cũng rất là tốt cho những bạn học sinh, sinh viên cũng như các bạn đi làm mà muốn sáng tạo ra những cái PowerPoint thuyết trình mà nó sinh động hơn, nó đặc biệt hơn những cái thuyết trình bình thường. Thì đây là cách mà các bạn thực hiện thiết kế trên Canva. Nói về Canva thì mình đã có một video hướng dẫn rất chi tiết cách để mà sử dụng những cái chức năng cơ bản nhất của Canva, thì các bạn sẽ có thể xem ở phía trên và mình sẽ để đường link ở phía dưới cho các bạn tham khảo. Ngoài ra mình cũng có một đường link để các bạn sử dụng Canva bản Pro, tức là bản nâng cấp miễn phí trong vòng 1 tháng. Các bạn cũng có thể sử dụng Canva hoàn toàn miễn phí. Những phiên bản miễn phí thì cũng khá là tốt, nhưng mà nó sẽ có những cái tính năng hạn chế hơn bản Pro. Những cái thông tin về Canva mình sẽ để phía dưới cho các bạn tham khảo nhé. Đây là giao diện Canva, thì bạn có thể bắt đầu bằng ấn vào Create a Design và bạn chọn Presentation. Ở phần bên tay trái thì bạn có thể thấy một số cái template mà người ta gợi ý cho mình sử dụng. Ví dụ như là đây là những cái template mà bản thân mình gần đây mình sử dụng, thì các bạn có thể dựa vào những cái template này để xây dựng cái video animation của mình cũng được. Nhưng mà ví dụ như mình bắt đầu bằng một cái Canva presentation mà trắng á, thì mình sẽ bắt đầu bằng cái script của mình, là cái bản của mình. Chẳng hạn như đây là một cái bài viết mà mình viết ở trên The Present Writer và mình muốn biến nó thành dạng video animation, thì mình sẽ copy từng câu một, khoảng độ 1 đến 2 câu một. Các bạn có thể cho vào phần note là chẳng hạn, thì nó rất là tiện để mình có thể ghi vào đây là cái slide đầu tiên thì mình muốn minh họa cho cái câu nói. Có bao giờ bạn tự hỏi trưởng thành có nghĩa là gì? Bản thân mình ấy, thì mình thích sử dụng một số cái element, tức là những cái hình họa, minh họa. Đấy, thì có rất nhiều cái cách để bạn có thể sử dụng minh họa. Ví dụ như là mình có thể ấn bằng tiếng Anh cái chữ trưởng thành là grow up chẳng hạn. Đó, thì có một số cái hình họa để mình có thể sử dụng, và có thể sử dụng cái hình minh họa photo, hoặc là những cái mình thích là graphic, tức là những cái như là hoạt họa. Thì ví dụ như là mình sử dụng hình này chẳng hạn. Đó, mình chỉ ví dụ thôi, là mình có thể sử dụng hình ảnh này. Và mình thấy cái câu hỏi của nó là gì nhỉ? Có bao giờ bạn tự hỏi trưởng thành có nghĩa là gì? Thì mình ở đây. Và mình muốn là ví dụ như thêm một số chấm hỏi chẳng hạn. Thì cái điểm thú vị của cái cách làm này là bạn hoàn toàn có thể sáng tạo. Ví dụ như là bạn có thể thay đổi màu của cái câu hỏi này chẳng hạn. Đó, làm sao đấy thì phù hợp nhất với bạn. Hoặc là bạn cũng có thể làm animation ngay ở đây, bởi vì là Canva có chức năng animate. Bạn click vào đây thì nó có một số cái chức năng, ví dụ như là hình đi ra đi vào như thế nào này, hay là nó chuyển động như thế nào này. Đó. Bạn có thể làm animate từng cái thành tố một ở trong một cái khung này, hoặc là bạn cũng có thể animate toàn bộ, thì nó sẽ cùng đi ra đi vào và cùng chuyển động theo một cái hướng nào đấy nhất định. Đối với một cái video animation ấy, thì hay hay dở ấy, nó phụ thuộc vào cái mắt thẩm mỹ của từng người. Làm sao để các bạn sáng tạo được cái phần thiết kế này nó thật sự sinh động, nó không chỉ khớp với cái kịch bản, cái lời nói hoặc là cái nội dung mình muốn thể hiện, mà nó cũng phải sinh động, bắt mắt người xem, và nó chuyển động theo cái hướng nào đấy mà nó thú vị cho người xem. Thì đây là cái phần mà nó tốn nhiều thời gian nhất. Thì trước đây thì chồng mình giúp cho mình thực hiện cái phần này. Anh ấy thì không đọc được tiếng Việt, cho nên là mình phải dịch cái kịch bản, cái nội dung blog của mình sang tiếng Anh, xong đấy sẽ copy từng cái phần nhỏ để mà anh ấy làm cái animation này. Thì nhiều khi cái phần dịch ấy nó cũng không thực sự sát nghĩa, cho nên là cái thiết kế của anh ấy nó cũng không thực sự là nó phù hợp với cái nội dung mà mình muốn. Nhưng mà gần đây thì bọn mình có đầu tư để thuê một bạn để làm thiết kế cho bọn mình. Thì đây là cái thiết kế của bạn ấy ở trên Canva. Thì các bạn có thể thấy là cũng cùng một cái concept, cái ý tưởng như vậy, nhưng mà bạn ấy thiết kế kỹ hơn. Ví dụ như là bạn ấy có thêm những cái hình ảnh ở phía dưới này chẳng hạn, thì bạn có thể thêm vào phần photo hoặc là phần background ở đây. Và bạn ấy chèn thêm text này, và bạn ấy thêm nhiều cái element về hình họa thì rất là thú vị. Đó. Và thỉnh thoảng mình cũng thích chèn những cái hình ảnh của bản thân mình, bởi vì đây là những thường là những cái bài viết mà mình viết dựa vào những cái quá khứ, những cái chia sẻ của bản thân, những cái trải nghiệm bản thân. Cho vậy là mình cũng thích thêm những cái hình ảnh của riêng mình ở trong cái video như thế này. Bạn cũng có rất nhiều cách để bạn có thể làm mà nó sáng tạo. Ví dụ những cái element mà nó tóa ra thế này, ở đằng sau nó đã có di chuyển được rồi, thì làm sao để bạn tìm được những cái này? Thì bạn có thể ấn vào element. Ví dụ bạn chọn một cái bất kỳ, chẳng hạn mình chọn là kiểu như là light chẳng hạn, ánh sáng chẳng hạn, thì bạn có thể chọn vào cái phần filter này để chọn animated, thì nó sẽ tự filter ra những cái hình họa mà nó đã có cái chuyển động rồi. Ví dụ như hình này chẳng hạn, nó đã có chuyển động rồi, hay là như là hình này chẳng hạn, đấy, thì nó đã có chuyển động sẵn rồi, thì mình không phải làm cái phần animation từng cái element nữa.
kinh nghiệm của mình ấy là thường mỗi một cái frame ở trên video hay là mỗi một cái ô ở phần thiết kế này thì mình cố gắng mình để khoảng độ một câu hoặc là một đến hai câu. Nếu mà mình muốn một câu dài hoặc là một khổ lớn ấy thì mình thêm vào cái video. Thì với video thì người xem, người ta xem cái video ấy, người ta cũng có thể hòa vào dòng cái phần mà mình nói dài hơn một chút cũng được. Cái thiết kế thì ở trên Canva nó cho phép mình thiết kế đến 99 hoặc là 100 cái slide nhỏ như thế này. Thế nhưng mà cái kinh nghiệm của mình ấy là vì mình làm cái này rất là nhiều rồi ấy, thì nếu mà bạn thiết kế mà quá là nhiều, ví dụ đến 80 hoặc là 100 thì cái website nó sẽ rất là chậm bởi vì nó phải tải tất cả thiết kế của mình. Do vậy là mình thường chẻ nhỏ ra, ví dụ như là ví dụ một cái mình để khoảng được 40 đến 60 cái slide và mình tạo ra tiếp tục một cái thiết kế khác nữa, ví dụ như là ở đây là trưởng thành 1/2 chẳng hạn, thì cái phần 2 bạn có thể tạo cho mình là trưởng thành 2/2, thì mình sẽ tạo ra cái phần tiếp theo là khoảng được 40 đến 60 slide. Thì như vậy là hệ thống nó không bị quá tải thì mình có thể download được dễ dàng hơn. Thì sau khi mà mình đã thiết kế xong và mình thích, mình hoàn thiện, mình làm xong cái phần animation rồi ấy, thì mình sẽ download nó theo dạng video. Bạn có thể click vào download và chọn MP4 video để download tất cả những cái trang mà mình đã thiết kế. Phần download này có thể hơi tốn thời gian một chút, tùy vào cái thiết kế của bạn. Nếu mà thiết kế của bạn phức tạp và nặng ấy, thì nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Nhưng mà thường đối với mình nó sẽ tốn khoảng độ 5 phút cho mỗi một cái video. Video trong quá trình bắt đầu mình làm YouTube ấy, thì tất cả những video animation của mình đều dựng trên iMovie, rất là dễ để có thể thực hiện với cái phần mềm này. Và mình recommend với các bạn nào mới sử dụng ấy, thì hãy sử dụng iMovie. Nhưng mà khoảng độ vài video mà mình làm quen rồi ấy, thì mình upgrade lên Final Cut Pro 10 bởi vì nó có một số cái tính năng mà mình thấy là nó tiện ích hơn đối với việc làm cái video dạng animation này. Trong tutorial ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thực hiện dựng cái video này dựa trên Final Cut Pro 10. Thì đầu tiên khi mà các bạn vào phần mềm ấy, thì mình sẽ tạo ra một cái project mới. Thì các bạn có thể vào File New, tạo ra cái project mới. Thì mình gọi cái project của mình là Animation Tutorial, mình click vào đấy. Bước đầu tiên ấy, là mình cần phải nhập lại, cái import lại những cái file audio và file thiết kế mình đã thực hiện ở những cái bước trước. Thì ở đây mình sẽ có cái phần audio này là mình đã export nó ra từ GarageBand. Và mình có cái video dạng thiết kế này là mình đã download từ Canva. Mình có thể import nó. Mình nói lại, mình sẽ import cái audio và mình sẽ import cái video của mình. Bước đầu tiên thì mình sẽ phải đưa cái phần video mình xuống trước. Đó là cái phần mà mình thiết kế ở trên Canva, mình sẽ đưa nó xuống trước. Sau đó thì mình sẽ để cái phần audio của mình xuống sau. Audio chính là cái phần mà mình ghi lại cái bài blog của mình hoặc là cái kịch bản, cái nội dung của mình. Bây giờ là cái việc mình sẽ phải ghép nó lại làm sao cho nó rõ ràng nhất, nó khớp được cái phần audio, phần âm thanh vào với phần hình ảnh tốt nhất. Thì bây giờ chỉ có mỗi một việc là mình sẽ nghe lại nó. Bài viết được đăng ngày 23 tháng 11 năm 2016 ở Chị Nguyễn. Như vậy là các bạn có thể thấy là cái phần mà âm thanh của mình ấy, nó đi chậm hơn với hình ảnh. Do vậy thì mình sẽ phải cắt nó. Ở đây mình sẽ dùng chữ B là chữ B, là mình sẽ lấy cái blade của mình ra để cắt nó. Cái phần hình ảnh ấy nó chậm hơn cái phần âm thanh của mình. Thì có hai cách mình có thể làm. Một là mình sẽ làm cái phần hình ảnh nó chậm lại, nó chạy chậm lại. Thì bạn có thể chỉnh sửa đấy bằng cách mà vào cái phần cái đồng hồ này hoặc là cái đồng hồ tốc độ này, thì bạn có thể chỉnh cái slow để nó chậm lại. Đấy, thì bạn có thể thấy được là ở trên cái timeline của mình là cái phần này nó chậm lại. Bạn cũng có thể chỉnh nó nhanh hơn nếu mà cái phần hình ảnh của bạn nó nhanh hơn cái phần âm thanh, thì bạn có thể chỉnh tốc độ ×2, ×4 gì đấy, tùy bạn. Hoặc bạn có thể trả lại nó là bình thường. Đấy là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai là ví dụ như là cái hình ảnh của mình ấy là một cái hình tĩnh, thì mình có thể hold nó, mình giữ nó. Thì có một cách đấy là mình ấn đúng vào cái chỗ cái đồng hồ tốc độ này, thì bạn ấn vào cái chữ hold này. Đó, thì nó cũng sẽ kéo dài cái timeline hình ảnh của mình ra để cho nó dài hơn. Thì mình sẽ nghe lại nhé. Trưởng thành. Bài viết được đăng ngày 23 tháng 11 năm 2016 ở Chị Nguyễn trên Sập. Thì mình vẫn thấy là nó cần phải kéo dài hơn một chút. 16 ở Chị Nguyễn trên surprisingwriter.com.
Đó, thì mình thấy như vậy là nó vừa đúng và nó kết thúc cái câu của mình là chuyển cảnh đến cảnh thứ hai. Có bao giờ bạn tự hỏi trưởng thành có nghĩa là gì? Như vậy các bạn có thể nghe và thấy là cái phần nào cái hình ảnh và cái nội dung cũng như cái phần audio nó khớp nhau rồi thì mình sẽ không phải chỉnh sửa nữa. Còn nếu mà cái phần nào mà nó bị hụt hay là nó nhanh quá, nó chậm quá thì mình sẽ phải điều chỉnh. Thì đấy là cái cách đầu tiên là bạn sẽ phải cắt ghép như vậy trong suốt cả cái phần video tiếp theo. Ngoài ra một cái điều nữa mình có thể làm đấy là ví dụ như là chuyển cảnh ấy, mà mình muốn nó chuyển cảnh mà nó như là hiệu ứng điện ảnh hơn một chút ấy, thì mình có thể add cái transition ở đây. Đấy, các bạn có thể click vào đây và thấy có một số cái transition. Thì ví dụ như là nếu mà mình muốn cái hình ảnh của nó chuyển đi nó hơi mờ hơn một chút thì có thể thì các bạn có thể thấy nó chuyển cảnh hơn một chút, hoặc là mình có thể làm một số cái hiệu ứng mà nó hơi crazy một chút, nó hơi điên rồ một chút để mình cho vào timeline. Ví dụ như cái clone speed này thì mình chỉ cần drag nó vào timeline. Đấy, và từ đó thì mình sẽ xem thử cái chuyển cảnh này. Có bao giờ bạn tự... Đó. Thì ví dụ có rất nhiều cách để mình có thể làm sáng tạo những cái chuyển cảnh hoặc những cái hiệu ứng âm thanh. Ví dụ như là bản thân mình khi mà mình làm cái animation này thì mình có hay có hiệu ứng như kiểu dở sách ấy. Và khi mà nó làm một cái transition dở sách thì mình sẽ có cái tiếng là thì có thể kiểu như là cái âm thanh dở sách ấy, thì các bạn cũng có thể thêm cái hiệu ứng âm thanh vào như vậy. Ngoài ra còn một cái hiệu ứng nữa mà các bạn thường thấy ở trên cái video của mình ấy, là ở trên video sẽ có những cái hình ảnh, những cái ánh sáng lóa lên như kiểu là một cái thước phim cũ ấy. Thì mình rất là thích cái hiệu ứng này bởi vì nó khiến cho cái video cảm giác như là nó đang là một cái bộ phim ấy, thay vì là những cái slide trình chiếu. Thì để mà làm được cái hiệu ứng này ấy, thì bạn sẽ phải lên trên YouTube và bạn gõ O-Grain Overlay. Thì bạn có thể thấy một số cái hiệu ứng mà nó overlay, tức là cái mà nó có thể tạo thêm một cái bước, cái lớp nữa ở trên cái video của bạn. Thì người ta có ở đây và các bạn có thể xem là một số những cái overlay người ta cho download miễn phí. Ví dụ như cái video này không cần credit và cho phép mình download miễn phí. Thì vậy là các bạn có thể download cái video này và các bạn có thể sử dụng ở trong cái phần thiết kế, cái phần dựng video của mình. Thì mình cũng đã có một cái overlay của mình. Mình sẽ cho vào import vào đây. Ok, cái hiệu ứng của mình có tên là Ovim Grain và mình có thể import bằng cách là mình sẽ cho xuống cái dòng timeline của mình. Thế nhưng có một cái mà các bạn có thể thấy rằng là khi mà các bạn cho xuống cái timeline ấy, thì nó sẽ là hình màu đen. Thì mình sẽ phải chỉnh sửa nó để cho nó thành cái dạng như là hình trong và nó chỉ có cái phần lóa màu trắng phía trên. Thì mình sẽ phải vào phần Blend Mode ở đây và mình chuyển nó sang thành Add. Đó. Thì bây giờ các bạn có thể thấy là cái phần overlay của mình nó sẽ trắng. Bài viết được đăng ngày 23 tháng 11 năm 2016 ở Chi Nguyễn. Các bạn có thể thấy cái ý tưởng của mình đúng không ạ? Bởi vì nó cảm giác như là một bộ phim ấy, thay vì là nó là những cái slide bình thường chứ chuyển cảnh. Thì cái Ovim Grain, những cái grain này nó giúp cho video của mình nó được thật hơn, nó được sống động hơn. Ok, thì đây là một cái project mà mình đã hoàn thành. Đây là cái video điều tệ nhất về việc học giáo dục mà mình đã đăng ở trên kênh YouTube. Thì đây là toàn bộ cái project mà mình đã thực hiện. Các bạn có thể thấy rằng là chỉ có khoảng độ mười mấy phút thôi nhưng mà có rất nhiều cái layer mà mình cần phải dựng. Layer thứ nhất các bạn có thể thấy là cái Ovim Grain, là cái phần mà mình vừa giới thiệu cho các bạn. Nó tạo ra cái hiệu ứng có những cái điểm trắng ở trên video giống như là cái bộ phim cũ. Cái layer thứ hai thì là cái phần video thiết kế mà mình download trên Canva. Phần layer thứ ba là cái audio, cái phần podcast audio mà mình nói để minh họa cho cái bài viết này. Thì mình ghép audio vào với hình ảnh như cái cách mà mình vừa hướng dẫn cho các bạn. Layer thứ tư là nhạc nền. Thì nhạc nền mình lấy trên Epidemic Sound, thì mình có một số cái đường link để các bạn có thể sử dụng miễn phí trong vòng 30 ngày. Thì mọi thông tin mình sẽ để phía dưới. Thì mình rất là thích Epidemic Sound bởi vì là những cái âm nhạc của nó ấy, nó tự gợi nhắc cho mình cái âm nhạc nó phù hợp với cái nội dung mà mình hay làm ở trên YouTube. Như vậy là mình tiết kiệm được thời gian hơn. Và những cái bài nhạc của nó thì nó khá là... có cái máy bay vừa đi qua. Ở Việt Nam thì nghe thấy tiếng xe máy, nhưng mà ở Mỹ thì nghe toàn tiếng máy bay. Cái layer cuối cùng ấy là sound effect, là những cái phần mà chuyển cảnh mà mình cảm thấy rằng là nó cần phải có một cái tiếng động ở đấy để cho nó thêm phần thú vị. Thì ví dụ như là cái phần chuyển cảnh này. Vào một ngày đầu hè,
các bạn có thể thấy được cái tiếng dở sách ấy. Thì đây là cái phần mà audio mà mình hay làm. Đôi khi mình sử dụng tiếng pop nếu mà có một cái thông tin hay là cái gì đấy thú vị nó trồi lên từ màn hình. Hoặc là mình có thể sử dụng cái âm thanh, ví dụ như là tiền rơi chẳng hạn, nếu mình nói về tiền này, hay là âm thanh bút chì chẳng hạn, nếu mình muốn nói về học tập chẳng hạn. Thì đấy là cái phần mà những cái sound effect mà bạn có thể thêm vào. Thì tất cả những cái sound effects rồi là âm nhạc, những cái overgrain, overlay này, tất cả cái nội dung của nó chỉ là để làm sao để cho tạo ra một cái video mà nó có cảm giác trơn tru, có cảm giác nghệ thuật, có cảm giác thực sự là cinema chứ không phải là một cái thuyết trình bình thường. Thì đấy cũng là cái cách mà các bạn làm sao biến một cái bài thuyết trình mà nó buồn ngủ trở thành một cái gì đấy nó sinh động, nó sống động, nó thu hút người nghe. Thì mình sẽ phải thêm những cái chi tiết nhỏ như vậy để có thể thực hiện được cái video của mình. Thì đó là toàn bộ 4 bước để thực hiện một cái video animation y hệt như mình đang làm ở trên The Present Writer. Thực sự mà nói, việc để tạo ra một cái video dạng hoạt họa animation nó không phải là quá khó. Nó chỉ yêu cầu cái sự tỉ mẩn, sự chịu khó và tốn khá nhiều thời gian. Vì mình cần phải viết kịch bản, rồi mình ghi lại âm thanh của mình, mình tạo ra audio. Sau đó mình thiết kế, rồi mình download cái thiết kế đấy và mình kết hợp cả kịch bản, cả audio, cả thiết kế, rồi mình dựng lên thành một cái video hoàn chỉnh. Thì trước đây khi chỉ có mình và chồng mình làm ấy, thì cái dòng video này, mỗi một cái video nó sẽ thường tốn của mình từ 1 đến 2 tuần để chỉ làm cái video mà nó ra tới sản phẩm cuối cùng khoảng 10 phút. Do vậy là nó tốn khá nhiều thời gian. Nhưng mà cái quá trình làm cũng rất là vui và mình cảm thấy rằng là cái nội dung mình làm trên blog ấy, nó được sống lại. Có nhiều bài blog mà mình viết cách đây khoảng độ 5-6 năm rồi. Nhưng mà khi mà mình làm lại dưới cái dạng animation này thì mình cảm thấy rằng là mình nhận ra mình đã trưởng thành như thế này. Mình nhận thêm một số cái điểm mà thú vị từ cái bài viết của mình, rồi là mình cũng học được thêm điều mới. Và khi mà cái sản phẩm nó thành phẩm, nó tạo ra thì nó rất là thú vị, nó rất là dễ thương. Nó tạo ra một cái cảm giác rất là mới lạ đối với blog. Và có rất nhiều bạn mà theo dõi The Present Writer YouTube channel này cũng nói rằng là các bạn đã đọc cái bài blog của mình rồi, hoặc là đã nghe trên podcast rồi, nhưng mà phải đến khi các bạn nhìn thấy cái hình họa, cái video hình họa này, các bạn mới thực sự thấm cái nội dung của nó. Do vậy là mình rất là thích làm cái dòng video animation này. Mình hy vọng là các bạn cảm thấy video này hữu ích. Nhưng mà anh nói cái kỹ năng xây dựng, thiết kế và cắt ghép video animation này, nó không chỉ tốt cho những bạn làm sáng tạo nội dung, mà mình tin rằng nó cũng sẽ giúp cho những bạn là học sinh, sinh viên, những bạn đang đi làm, có thể tạo ra những cái sản phẩm thiết kế hay là thuyết trình một cách thú vị, để cho cái sản phẩm của bạn được nó đặc biệt hơn, nó sinh động hơn và nó có phong cách hơn khi các bạn thuyết trình. Vậy mình hy vọng các bạn thích và các bạn sẽ ứng dụng được những cái kỹ năng này vào trong cuộc sống của mình. Chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye!